Xin chào ngày mới. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay thì miền Bắc cũng như thủ đô Hà Nội thời tiết vẫn chưa thể mát mẻ và dễ chịu ngay được. Vào giữa trưa và đầu giờ chiều là chúng ta vẫn sẽ cảm thấy nóng nhẹ. Những ngày thời tiết như thế này thì chắc chắn là nhiều gia đình vẫn sẽ sử dụng điều hòa không khí. Tuy nhiên có một lời khuyên dành cho quý vị và các bạn, đó là chúng ta không nên để điều hòa ở mức nhiệt thấp quá. Hãy để mức nhiệt khoảng từ 26 đến 28 độ và kết hợp dùng thêm cả quạt nữa, giúp lưu thông không khí trong phòng mà lại tiết kiệm điện. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin chúc tất cả quý vị và các bạn sẽ có một ngày thật là nhiều niềm vui và may mắn.